Hello các bạn, mình đang ở tại bến tàu nổi Ninh Kiều, Ninh Kiều Cần Thơ. Sáng hôm nay là mình sẽ review một chuyến đi chợ nổi Cái Răng. Thì mời các bạn đồng hành cùng với mình chuyến đi ngắn này. Mình review cho các bạn xem lần đầu tiên bé Anh Thư trở về Việt Nam và cùng với gia đình đi chợ nổi Cái Răng. Mình đã từng review ở chỗ này rồi và những cái video đó không có bé Anh Thư, cho nên chuyến video này thì mình cũng có mặt của bé Anh Thư trong video hôm nay. Mời các bạn đồng hành với mình nha. Thường thì bến đậu này đều có chủ hết các bạn ơi, hầu hết mình nói là có bảo kê các bạn. Mỗi người đều có một cái chợ, cái khu vực của mình để mà kiếm sống, không ai dành ai cả. Thì khi mà mình, cái người nhà của mình ở bên đây thì đã biết cái người chủ tàu đó đi chở tàu, có một chiếc tàu cá nhân. Thì liên lạc với người đó thì chuyến tour bao nhiêu người thì mình, người ta đặt cho mình nguyên cái tàu ở luôn. Này là mình thuê bao nguyên cái tàu của gia đình mình, chứ không đi chung đoàn với bất cứ một người nào xa lạ nào khác. Và họ giữ luôn bãi đậu xe đậu sơ cho mình luôn. Và suốt quá trình đi tour, họ sẽ chở mình đi suốt chuyến trình của tour, đi chợ Cái Răng và đi những nơi cồn, những nơi mà tham quan, ăn uống du lịch về bên bãi. Và họ thả mình về lại chỗ cũ bên Ninh Kiều. Và giá trọn gói khoảng độ vài triệu thôi các bạn, không có mắc đâu. Ở đây là bến Ninh Kiều vào buổi sáng. Đây là tàu của gia đình mình. Đây là tàu này rời bến đây, bắt đầu rời bến. Tàu này chuẩn bị vào, họ đi quá sớm thì mình sẽ vào xuống dưới đây. Xuống nha. Đó là khách sạn Win, khách sạn Win nơi gia đình mình chú ngủ. Thôi Anh Thư trải nghiệm đi tàu tốc độ như thế này cũng nhanh đó các bạn. Quay review nhanh luôn.
chạy cho con nước nó vợ tiếng mà hầu hết khách du lịch đều chụp để một tấm lưu niệm làm kỷ niệm. Và sau đó những cái khi mình dừng lại những cái tàu nhỏ buôn lái thì ngừng lại để bán cà phê rồi bán trái cây hay gì các bạn. Chồng thì chồng chặt dừa thì vợ ổn hút ha. Xong rồi. Dũng muốn gì? Dũng muốn vừa không? Không. Thôi mua trái này đi hầu anh. Trái này. Muốn gì? Không? Lấy trái đi, lấy trái đi. Xong mà ít dừa nước trái cây hai vợ chồng rồi đi các bạn, dễ thương quá ha. Đây có dâu luôn nha. Đâu đâu cho cái dâu thử coi. Giờ vợ chồng này tấp ghe vào bán trái cây. Dâu 4 kg chị ơi. Gồm có măng cụt và dâu quá các bạn. Hai vợ chồng trẻ quá, dễ thương quá. Dâu 4 kg chậm cho cái dầu hậu. Rồi lấy cho anh thử biết quá chưa. Mình đi tàu như thế này thì mình gần lại bất cứ lúc nào mình muốn ha các bạn. Xe tàu vào cấp mình mua trái cây ủng hộ bà con sông nước Việt Dường, Cần Thơ. Anh Tuấn chưa bao giờ đặt chân tới Cần Thơ, mặc dù đã về Việt Nam vài lần, cũng chưa đi chỗ nào có răng các bạn. Tuấn đây là 12 năm, 12 tuổi, Tuấn được đến thành phố Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. Anh Thư thì chưa bao giờ đặt chân về đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Thư đến Việt Nam và Thư cũng trải nghiệm ở chợ nổi Cái Răng Bến Ninh Kiều vào tháng 7 2024. Mọi thứ Thư thấy thứ xa lạ nhưng mà ok, mình để cho con mình đi đây đi đó để một ngày nào đó con mình lớn lên thì Thư sẽ biết đây là nơi chợ nổi Cái Răng, một nơi địa điểm du lịch nổi tiếng ở tại thành phố bậc nhất Trung ương ở miền Tây là chợ Cần Thơ. Thì cho thầy biết là đây là nơi du lịch nổi tiếng ha, miền sông nước. Đi đây đó để một ngày nào đó lớn lên là Thư cũng biết mình đã đặt chân tới đây rồi. Đó anh ôm em nè. Cũng có những cái ghe nhỏ chở một hai người. Cũng có những ghe lớn, bình thường chở một cặp đôi thôi. Có một cô hướng dẫn viên ngồi đó.
Chỉ ghe bán nước trái cây, nước dừa. Cuộc sống dân dã, thôn quê, miền sông nước với bà con của mình. Các bạn thấy người ta xem cái tàu như là cây nhà của mình, có trồng những cái cây rau thơm rồi treo những cây bông lan. Họ cũng có nhà nhưng mà họ sống xem như trên thuyền nó nhiều hơn là trên mặt nước, nhiều hơn đất liền các bạn ha. Ở đâu thì nó có cái tập tục đó. Mình đi như thế này thì muốn cho anh Thư và anh Tuấn nhìn thấy những cái gì đó mà người Việt Nam mình bên nước ngoài không có. Sống rất là cơ cực, lam lũ, mưu sinh. Đây, hai đứa con của mình đây. Tuấn, con cảm thấy cảm giác thế nào con? Ok không con? Thư thì còn hơi nhút nhát. Hello Thư. Hi. Hello Tuấn. Tuấn ok không con, buồn ngủ hả? Ăn no cái buồn ngủ hả? Còn khát nước không? Hai thơ. Qua video này mình xin cảm ơn các bạn đã dành vài phút để mà xem cuộc hành trình của gia đình mình, bé anh Thư, anh Tuấn cùng với mình và cũng người thân của mình, bà xã, trải nghiệm trên miền sông nước Chợ Nổi Cái Răng. Video này mình chỉ quay tóm tắt thì hầu hết các bạn ai cũng đã biết Chợ Nổi Cái Răng ở Cần Thơ như thế nào rồi, thì mình chỉ tóm lược thôi chứ không quay thật là lâu. Mình cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian xem video này nhé. Dũng gặp hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Bye bye. Bye. Bye.